Sáng 18 tháng 7, hình ảnh cờ Tổ quốc trên đảo Trường Sa lớn đã được Google Maps khôi phục. Và qua ứng dụng Google Maps, người dùng dễ dàng nhìn thấy hình ảnh lá cờ Tổ quốc trên đảo Trường Sa lớn. Trước đó, vào ngày 11 tháng 7, khi truy cập vào Google Maps và xem ở chế độ hình ảnh vệ tinh, người dùng Internet nhận thấy điểm bất thường. Đỉnh một tòa nhà tại đảo Trường Sa lớn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam hiển thị màu trắng, trong khi đây vốn là vị trí có hình ảnh cờ đỏ sao vàng quốc kỳ của Việt Nam. Ngày 18 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, qua điều tra cho đến nay có 600 trường hợp tố cáo Nguyễn Như Nhân, 33 tuổi, trú xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, là công chức địa chính xã Duy Trung về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 35 tỷ đồng. Theo điều tra, Nguyễn Như Nhân lợi dụng vị trí công tác là cán bộ địa chính xã đã đưa thông tin gian dối về khả năng làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, làm thủ tục giao đất có thu tiền sử dụng đất, từ đó tạo lòng tin để người dân giao tiền, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhân đã nhiều lần nhận tiền của người dân để làm thủ tục đất đai, nhận tiền đặt cọc để bán đất do Ủy ban Nhân dân xã quản lý, nhận tiền để chuyển đổi mục đích từ đất màu, đất trồng cây lâu năm sang đất ở với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng. Khám xét nơi làm việc và nơi ở của Nhân, cơ quan điều tra tạm giữ 466 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài liệu có liên quan. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố Nguyễn Như Nhân để điều tra về các hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm quy định về quản lý đất đai, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kế hoạch, vụ án kết thúc điều tra trong quý 3 năm 2023. Ngày 17 tháng 7, Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ người phụ nữ nước ngoài vận chuyển hơn 2,3 kg ma túy nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Trước đó, tối 14 tháng 7, các đơn vị chức năng phát hiện hành khách nữ N, sinh năm 1988, mang quốc tịch Kenya nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có biểu hiện nghi vấn. Từ hình ảnh soi chiếu tiến hành kiểm tra bên trong, hai gói có chứa hơn 2,3 kg chất bột màu trắng được xác định là ma túy. Công an xác định từ ngày 7 tháng 7 đến thời điểm nữ hành khách bị phát hiện đã di chuyển qua thủ đô Nairobi, Kenya, thủ đô Addis Ababa, Ethiopia và thủ đô Doha, Qatar. Tối 17 tháng 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nông Văn Cán, sinh năm 1977, trú tại thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Ông Cán hiện là Phó trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Nguyên Bình, nguyên là Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Nguyên Bình, bị khởi tố để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo đó, trong quá trình thực hiện kiểm soát các dự án có sử dụng nguồn vốn chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo 1-3 năm tại tỉnh Cao Bằng, Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện dự án thi công xây dựng và thiết bị công trình cấp điện sinh hoạt xóm Nậm Sơ thuộc xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình do Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Nguyên Bình làm chủ đầu tư, khi đó do ông Nông Văn Cán làm giám đốc ban quản lý, có nhiều sai phạm. Dự án được khởi công từ năm 2020 theo hợp đồng và quyết định phê duyệt dự án phải hoàn thành trong vòng 6 tháng. Đến tháng 12 năm 2020, dự án vẫn chưa hoàn thành nhưng ban quản lý dự án đã thanh toán hết tiền. Đến thời điểm tháng 6 năm 2023, dự án vẫn chưa thể đóng điện phục vụ cho người dân tại khu vực xóm Nậm Sơ, nay là xóm Tổng Sơ, do thiếu hạng mục thi công. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định việc thanh toán tiền sai quy định của ông Cán đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Bộ Công an vừa thông tin cảnh báo về thủ đoạn của các đối tượng giả danh ngân hàng, công ty tài chính để thu thập thông tin cho mục đích lừa đảo. Theo đó, các đối tượng đánh vào tâm lý của những người đang cần tiền kinh doanh, tiêu xài, muốn được vay với số tiền lớn nhưng lại gặp khó do dính nợ xấu hoặc không đủ điều kiện vay vốn tại các tổ chức tài chính. Từ đó, các đối tượng mạo danh một số ngân hàng và các công ty tài chính có thật tại Việt Nam, tạo lập website, ứng dụng, chạy quảng cáo thông qua các nền tảng mạng xã hội để chào mời cho vay tín chấp với lãi suất đặc biệt thấp. Các đối tượng lừa đảo tạo lập hàng ngàn tài khoản Facebook với các nguồn thông tin giả, tham gia vào các hội nhóm, diễn đàn, đăng bài quảng cáo cho vay tín chấp với lãi suất thấp chỉ 1% một tháng. Thủ tục vay đơn giản, không cần gặp trực tiếp, nợ xấu vẫn vay được. Không thế chấp, không thẩm định, chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và có tài khoản ngân hàng hoặc thẻ ATM là có thể vay được tiền. Khi có người vay tiếp cận, các đối tượng sẽ dẫn dụ yêu cầu người vay cung cấp thông tin cá nhân để làm hồ sơ vay. Sau khi dụ người vay chuyển tiền phục vụ hỗ trợ xác minh, duyệt khoản vay, các đối tượng tiếp tục viện dẫn hàng loạt các lý do khoản vay không được giải ngân, xuất phát từ lỗi khai hồ sơ của người vay để yêu cầu người vay phải nộp thêm các khoản tiền nhằm bảo đảm khoản vay hoặc khắc phục lỗi hệ thống, hứa hẹn sẽ hoàn trả lại số tiền đã gửi cho khách hàng sau khi khoản vay được giải ngân. Tuy nhiên, khi người vay chuyển tiền vào số tài khoản của các đối tượng cung cấp, các đối tượng sẽ lập tức chiếm đoạt và ngắt liên lạc.
Chiều 17 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên án 6 bị cáo là lãnh đạo nhân viên Quỹ tín dụng Nhân dân Gia Kiệm vì đã lập khống hồ sơ chiếm đoạt hơn 33,7 tỷ đồng. Theo đó, bị cáo Phạm Ngọc Xuyến, 67 tuổi, cựu giám đốc, nhận mức án 13 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Nguyễn Tiến Dũng, 46 tuổi, cựu kế toán trưởng, 10 năm tù. Trần Ngọc Hưng, 78 tuổi, cựu thủ quỹ, 10 năm tù. Vũ Thanh Hà, 63 tuổi, cựu cán bộ tín dụng, 12 năm tù. Trần Uy Quyền, 61 tuổi, 12 năm tù. Và Trần Hiến Minh, 60 tuổi, 12 năm tù. Và các bị cáo phải bồi thường dân sự cho Quỹ tín dụng hơn 22,8 tỷ đồng. Hai người khác gồm ông H, cựu chủ tịch hội đồng quản trị và ông L, cựu trưởng ban kiểm soát là chủ mưu cầm đầu nhưng đã chết, từng chiếm đoạt tổng số tiền gần 10 tỷ đồng. Theo cáo trạng, Xuyến, Dũng, Hưng, Hà, Quyền, Minh bàn bạc chiếm đoạt tiền của Quỹ tín dụng Gia Kiệm bằng cách trực tiếp đứng tên, lập khống hồ sơ tín dụng tên của người khác để vay tiền quỹ tiêu xài cá nhân nhưng không trả lãi và gốc. Khi đến hạn tất toán hợp đồng, các bị cáo lập hồ sơ tín dụng vay mới để thay thế hợp đồng tín dụng vay trước. Các bị cáo cũng không đưa tiền gửi của 91 khách hàng vào hoạt động cho vay để sinh lợi mà chiếm đoạt tiêu xài cá nhân. Đến đầu năm 2018, Quỹ tín dụng hoàn toàn mất cân đối về nguồn vốn kinh doanh, bị tê liệt và mất khả năng chi trả, không còn khả năng thanh toán cho những nguồn vốn đã huy động của quỹ, dẫn đến thâm hụt số tiền hơn 33,7 tỷ đồng. Chiều 17 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Văn Nên, sinh năm 2002, ngụ ấp Phú Trung, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự về tội cố ý gây thương tích. Theo kết quả điều tra ban đầu, Phan Văn Nên và Đê, ngụ xã Gấu Dòng, huyện Cao Lãnh, chung sống với nhau như vợ chồng. Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 7 tháng 7 năm 2023, sau khi uống rượu say cùng bạn bè, Nên về nhà tại ấp Phú Trung, xã Phú Thuận B, nhớ lại việc cháu L, 25 tháng tuổi, là con riêng của chị Đê, thường xuyên quậy phá đồ dùng cá nhân của Nên. Bực tức, Nên bước lại gần chỗ bé L đang nằm ngủ, nảy sinh ý định dùng lửa đốt bé L để hả giận. Đối tượng vào nhà bếp lấy mảnh cao su châm lửa đốt cháy rồi ném vào nơi cháu L đang ngủ. Hậu quả bé L bị bỏng nặng với tỷ lệ tổn thương cơ thể 48%, hiện vẫn đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh.